Bây giờ chị sẽ nướng thịt cho búp bê ăn nhá. Mình phải quay lại chứ. Trứng à. Có hẹn đột xuất nên là có thức ăn trong tủ ấy, hai đứa tự nấu ăn nhá. Chắc là tự nấu được đúng không? Đấy, chị Ngân đến rồi. Hai đứa ở nhà chơi chị Ngân nhá. Mà hôm nay Ngân đến đúng lúc quá. Dạ. Thế cô chuẩn bị đi đâu ạ? Cô đi có việc tí mà. Cô hôm nay nhìn cô khác quá. Xinh ra bà nhiều. À, chị Ngân ơi, sao lâu lâu chị không đến? Hôm nay chị đến có việc gì đấy ạ? À? Hôm nay chị tính lương, chị đến rủ hai đứa nhé. Hai đứa ở nhà đi ăn ốc thì chị ăn nhá. Vâng ạ, thế bọn con không nấu cơm nữa cho mẹ. Mẹ ăn ốc no rồi. Cái này ô. Mẹ dạ lâu kìa. Muối đấy, thế thì Hồng Anh ăn chân gà là gì? Chị Hồng Anh ơi, ăn chân gà mắm đi. Vâng, thế cũng được ạ. Thế thì ba chân gà mắm. À, hay là chị gọi Linh ra ăn cùng đi. Con bé nó vừa đi xa về, chắc là gọi ra đây chơi vui lắm. Dạ vâng ạ. Lâu lắm em cũng không gặp Linh, chị gọi bạn đi ra đi ạ. Yeah, thế là bọn mình có bốn chị em, thế thì gọi bốn chân gà mắm chị á. Thế cả của bác Phương thằng mấy em nữa nhá. Chị ơi, hay gọi nem chua hay bánh bao? Em nem chua hơn à? Vâng. Rồi, gọi nem chua. Chị ơi, chị gọi cả bánh bao nó đi chị để chờ với nước súp mẹ. Ồ, đúng rồi, ăn thấy cực ngon luôn. Thế Hồng Anh gọi món đi. Dạ vâng ạ. Thế bác ơi, cho cháu nem chua rán, cu lộ xào me, bánh bao chiên với cả bốn chân gà mắm ạ. Ừ, rốt cuộc chị rủ mấy đứa đi ăn ốc mà chả thấy đứa nào thích ăn ốc cả. Vâng, em chả thích ăn ốc rồi. Em xin ăn đồ trong quả đất luôn. Giống chị á, chị cũng ăn thích ăn rất là nhiều đồ vặt ở trong quán ốc luôn. À, để chị gọi Linh nhá. Dạ, con tí. Linh ơi, em có rảnh không? Rảnh à? Thế thì ra cái quán ốc Long Hoa ở chỗ Đồng Hoa ấy, em có nhớ không? Đấy, ra đấy đi. Chị với cả Hồng Anh với cả chị Giang đang ngồi chuẩn bị ăn ốc này. Ra đi, ra lẹ đi. Nhanh nhá, không là ăn hết đồ bây giờ đấy. Rồi, bọn chị phải chờ nhanh lên. Thế chị ơi, bao giờ bạn đi ra? À, chút nữa là ra, chắc là đang bận chuẩn bị đồ tí thôi. Ui, là ra nặng. Đồ vẫn còn nhiều mà, mình đợi lúc nữa là được. Đỡ ra, cảm ơn nha. Tha hồ mà ăn. Thôi thì mình ăn trước một tí đi, Linh sắp ra ngay rồi mà. Dạ. Nếu là chị ới là thế nào cũng ra cho mình xem. Ăn nhé. Mời chị. Mời chị ạ. Mời hai đứa nhé. Vâng ạ. Hôm nay là chị nhà lương rồi, ăn thoải mái đi. Yeah. Đó. Ừ, bánh vừa mới chiên xong giòn đã mà. Này cho mẹ. Chân gà kìa. To thật á. To lắm mà. À, nước sốt chấm riêng cái này. Ngon. Chua ra rồi. Ngon quá. Cậu ơi, như thì Giang bảo là chỉ cần bánh bao với nước sốt này ngon lắm đúng không? Chị lại hay chấm với nước ớt nhiều hơn. Con này ngon chị ạ.
chua chua ngọt ngọt. Mà sao mất cứ gọi em đốc mà cái mà mua phải tối một tiếng rồi nhỉ? Tại vì tất cả mọi người đều không thích ăn đốc. Đi chụp lại lườm chị ạ. Phải đăng cho các bạn nhé tí. Đọc đi. Chị đã xuất hiện. Ê, chị đăng này. Ôi, hôm nay ngon quá đi. Kem bằng nhãn thôi. À, mấy đứa, selfie cùng chị cái. Được dịp hôm nay chị cao mà. Đây vướng tường quá. Này là em chụp. Chị đang chụp với chị. Chị đang mới chụp ra. Đó, chị xấu ý chị. Ôi, thiếu mắt chị Linh rồi. Đi để ngồi chạy nhau lên. Tiếp không nào? Em đi đây này. 1, 2, 3. Hai chị Giang đứng dậy đi. Cho có mặt tất cả mọi người. Em đứng xa xa đây này. Cứ lên đây này. Thế còn có cả đồ ăn ở dưới nữa. Cho có chị ăn đồ đi. Tu Em sẽ ăn chân gà. Chị ơi, chân gà mà ngon lắm. Mọi người ăn nhanh lên hết chị. Ngon quá chị ơi. Một bánh một em. Không phải ăn gì được. Hai ống nhỏ. Ngon quá. Uầy. Cay quá. Lên cân tự nhiên đi. Hôm nay chị Ngân bao mà. Hôm nay chị bao mà ăn đi. Ê, nhìn Thùy Giang gặp chân gà ngon quá. Phải làm cả nữa. Ăn mình có cuộn lên này. tưởng có sức ăn hết cả tiền lương của tháng này chị chứ ăn không ăn nhé ăn dần
ăn hết cả một tuần này là hết tiền của chị ạ.